chào tất cả các em. Nói tiếp thành công của dự án Thay Heo thì ở tháng 9, thì ở tháng 10 này chúng ta sẽ thực hiện các động tác liên hoàn kết hợp cùng với các bài tập thể lực. Đối tượng tham gia của dự án sẽ chia thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất đó là các em khối 1, nhóm 2 là các em khối 2-3 và cuối cùng là các em khối 4-5. Và bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu thực hiện nhé. Xoay cổ 1, 2, 3, 4, ngược lại 5, 6, 7, 8, thôi. Xoay khuỷu tay 1, 2, 3, 4, ngược lại 5, 6, 7, 8, thôi. Xoay cánh tay 1, 2, 3, 4, ngược lại 5, 6, 7, 8, thôi. Xoay hông 1, 2, 3, 4, ngược lại 5, 6, 7, 8, thôi. Xoay gối 1, 2, 3, 4, ngược lại 5, 6, 7, 8, thôi. Xoay cổ tay cổ chân 1, 2, 3, 4, đổi bên 5, 6, 7, 8, thôi. Năm, sáu, bảy, bắt đầu. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Tác tay về tư thế chuẩn bị là hai chân khép, hai tay thả lỏng tự nhiên. Nhịp 1 chúng ta sẽ bước chân trái xoay ngang đồng tề, hai tay dây ngang lòng bàn tay ngửa. Nhịp 2 chúng ta sẽ đưa tay lên cao đồng tề, hai tay vỗ vào nhau. Nhịp 3 trở về lại tư thế như nhịp 1, nhịp 4 trở về lại tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8 chúng ta sẽ làm tương tự như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng đổi bên. 5, 6, 7 bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác vặn mình. Về nhịp 1, chúng ta sẽ bước chân trái xoay ngang đồng thời hai tay đưa về phía trước, lòng bàn tay song song với mặt đất. Nhịp 2, chúng ta sẽ vặn mình vào phía bên trái. Nhịp 3, chúng ta trở về lại tư thế của nhịp 1. Nhịp 4, chúng ta trở về lại tư thế ban đầu. Nhịp 5, 6, 7, 8, chúng ta sẽ làm tương tự như nhịp 1, 2, 3 và 4, nhưng đổi bên. 5, 6, 7 bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Về động tác bụng, về tư thế chuẩn bị là hai chân khép, hai tay thả lỏng tự nhiên. Và nhịp 1 chúng ta sẽ bước chân trái xoay ngang, đồng thời hai tay giơ trên cao, tạo hình chữ V. Nhịp 2 chúng ta gập người xuống sao cho hai mũi tay chạm vào hai mũi chân. Nhịp 3 chúng ta sẽ trở về lại tư thế của nhịp 1. Nhịp 4 chúng ta trở về lại tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, nhịp 6, nhịp 7 và nhịp 8 chúng ta sẽ làm tương tự như nhịp 1, nhịp 2, nhịp 3 và nhịp 4 nhưng đổi bên. Năm, sáu, bảy, bắt đầu. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Năm, sáu, bảy, bắt đầu. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm,
6, 7, thôi. 5, 6, 7, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. 5, 6, 7, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. 5, 6, 7, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Năm, sáu, bảy, bắt đầu. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Năm, sáu, bảy, bắt đầu. Một, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. 5, 6, 7, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. 5, 6, 7, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Và thời gian thực hiện của dự án sẽ bắt đầu từ ngày 25 tháng 10 và kết thúc vào ngày 6 tháng 11. Sản phẩm của chúng ta sẽ là các video hoặc là hình ảnh ghi lại quá trình tập luyện. Sau đó chúng ta sẽ gửi về cho cô giáo chủ nhiệm. Chào tạm biệt tất cả các em. Hẹn gặp lại tất cả các em vào một dịp gần nhất. Come and see for yourself how we grow talent with care. UTS, growing talent with care.